Đây là xe của anh Thu. Xe của anh Thu ở Tân Dân, Sóc Sơn, Hà Nội. Anh Thu hiện nay là đã chở đoàn lên đến thành phố Yên Bái. Mà đang ngồi chơi ở nhà anh Thạnh. Hiện nay là chúng tôi chuẩn bị đi lên đến Mù Căng Chải. Đây là anh Thu, quê ở Tân Dân, Sóc Sơn, Hà Nội. Hiện đang hôm nay là đưa đoàn đi Mù Căng Chải. Đây xe của anh đây và biển số xe của anh đây. Đấy, biển số xe của anh đây. Anh Thu là ở Tân Dân, Sóc Sơn, Hà Nội, đưa đoàn đi, hiện nay đang ở trên thành phố Yên Bái để chuẩn bị đi Mù Căng Chải. Từ đây đến Mù Căng Chải là thời gian khoảng độ hơn 6 tiếng và hơn 200 cây số. Đấy, hiện nay là chúng tôi tạm nghỉ ở đây, dừng chân tại đây. Thế chúng tôi rất cảm ơn anh Thu. Xin chào. Vâng, xin chào. Mẹ nhà, bà nhà. Đây là một cây, cây xanh nhưng mà được tạo dáng bằng hình cái chuồng của
đang lướt qua một cái cây xanh này. Đúng là thành một chuồng cỏ thật. Đó. Nhìn trong cái đa đây, trong cái gốc đa, nó uốn nắn rất công phu. Cây đa này được uốn nắn rất công phu. Nhìn một bộ rễ của cây đa, các bạn nhìn thấy bộ rễ của cây đa. Nhìn bộ rễ của cây đa được uốn nắn tỉa tót. Đó. Thành một cây mái. Đây gì đây? Cây. Đấy, một cái cây uốn thành một cái sọt. Cây uốn thành một cái sọt. Đấy, nhìn dễ. Đây là một cái gốc. Gốc cây. Họ ở đây nó uốn thành một cái sọt. Đan xen thành cái sọt mà các mắt này, các mắt cây này họ được thiết ghép lối với nhau thành một cái mắt cáo, mắt sọt. Đấy, các bạn nhìn kỹ một cái cây, không biết có phải cây hoa giấy không, nếu là cây hoa giấy thì cũng tiện chứ cũng dễ làm, nhưng mà rất là công phu cắt ghép thành một cái mắt sọt. Đây là lấy tư liệu con cốc vàng đấy. Đây là bộ ghế để chụp khách ở giữa gian nhà. Đấy, bộ ghế. Bộ ghế này. Đó. Chúng ta vào thăm phòng cái nhà gỗ nhé. Trưng bày gỗ của gia đình. Đấy, đây đi vào là bên kia phòng. Rất đẹp. Đây là con cóc. Cóc vàng, con gỗ. Đây nhá. Đây một cái tủ gương. Tủ gương này mình cứ đục ra là mình cứ cho là để trang trí cho trẻ phụ nữ hoặc là gia đình hay dùng. Đây là một cái khu gỗ. Gỗ ở góc này họ tạo thành một cái bộ rượu, còn bộ rượu tây rượu vào nghe nhẹ trong những cái chai của mình kiện từ xưa, một cái chai rượu nha, nguyên đai nguyên kiện nha, một chai rượu nguyên đai nguyên kiện rượu tây, còn bộ rượu rất là nhiều. Ghế mà không thấy đục rẽo gì mà rất rộng. Cái bề mặt của cái ghế này là 1, 2, 3, 4, 80 phân. Nó thêm một cái giường luôn. Một cái ghế này ngồi nhưng mà bề mặt nó rộng 80 phân, thêm một cái giường. Thế ta phải hiểu rằng là họ không biết họ đục rẽo, họ chết ghép bằng kiểu gì, nhưng mà nhìn nó lúc nào cũng như là nhìn là một khối một cái miếng đèn. Đấy, nhìn này. Đấy. Họ chỉ để trưng bày thôi. Cũng là một khúc gỗ. Góc nhà cũng là một khúc gỗ, cũng là một thủ trợ. Đó. Không biết là gỗ gì mà gỗ
thần dê kiểu gì ở đây. Đục đẽo, sờ gõ cứng như đá. Đây là sản phẩm của gia đình để trưng bày trong nhà, nhưng mà còn giá trị hơn cả một cái cửa hàng. Một cái cửa hàng cũng không thể được nhiều cái đồ đẹp như thế này được, mà giá trị được nhiều tiền như thế này. Mà đây là sản phẩm của gia đình, chỉ để trưng bày, chỉ để nhìn để xem. Đây, gia đình chúng tôi biết đây là một gốc cây. Cái gốc cây đây, đây, tôi quên ngược lại nhé. Cái gốc cây này thì trong gốc cây đó tạo thành một bức tranh rất là rộng, rộng có thể đến rộng có thể trên 3 mét mà cao tầm khoảng độ trên 2 mét, cao 2 mét đấy, cao trên 2 mét, rộng trên 3 mét. Đấy là một cái gốc cây mà người ta tạo tác lại. Thế đây còn cái ghế, cái ghế ngoài như thế này thì không biết họ có cái ghép nối gì không, nhưng mà một cái ghế này thì ghế trong đó là một bộ bàn ghế. Thì đấy, hai bên này có hai ghế như thế này đấy, còn sau là một cái ghế đôn như thế này đó. Đây mình xem ghế nhé, hai ghế đôn, ba cái đôn và một hai ghế to đấy, ba cái đôn hai ghế to. Cụ sử chắc như đá tổng thể một cái nhà trưng bày nhà gỗ của một gia đình. Đấy, nó không biết là nếu mà giá trị để mà tính thì không biết bao nhiêu là tiền của cái này, không thể tính nổi đâu. Không thể tính nổi được giá trị là bao nhiêu tiền. Có gì mà lại thế này. Nhìn con cóc vàng, con cóc vàng cũng một khối gỗ. Nghĩa của con cóc vàng này là không biết là nó đang nằm trên cái gì, nhưng mà đấy, để xem kỹ con cóc nhá. Đằng sau của con cóc đó, nhìn xem. Đây là một cũng là đây là một con cua, à con cua bằng gỗ, con cua bằng gỗ, hai lọ lọc bình này phải biết nè. Đây là tôi đã cao 1m6 và cao một đầu một với thì chưa với hết cái lọ lọc bình này, hai lọ lọc bình to, cứ ôm như thế này thì chưa hết một nửa. Thì chắc rằng nào cũng phải mua, phải hai người mới ôm hết cái lọ lọc bình này. Họ sẽ có hai lọ lọc bình hai bên đấy, hai lọ đấy, hai lọ hai bên. Đây là một cái ghế, một cái ghế. Họ không biết là gỗ gì ạ. Hai lọ hai bên nhé, hai lọ hai bên. Để chúng ta đi vào bên cạnh, đây là nhà trưng bày nhà gỗ.
Đây này là một cái tòa nhà gỗ của đấy, xem này. Đây là một cái nằm. Các lại đi. Rồi sang. Đây là cái cầu thang máy. Cầu thang máy. Thang máy của gia đình. Đấy, nhìn cầu thang máy rất đẹp. Thế thôi. Hôm nay em về lấy rừng bộ đội.
ngày xưa ấy. Anh ngồi bên đây được em, anh ngồi bên đây. Không, vướng víu thì bây giờ em chụp bác sang tí nữa bác, không đầu bác sang mình tí không đầu bác dài và thế. Bây giờ là bắt đầu chụp nhé. Đây. Thí chủ nhà mà hiện nay toàn khách ra đến để tham quan rồi. Thí năm nay 62 tuổi. Anh hãy tin em đi. Vâng. Một lần nữa, thì là chị Thí. Xin cảm ơn cả nhà. Đâu một mồm gần nào? Anh phải cầm như thế này. Anh ơi, anh phải cầm. Nào ơi, cầm cái này để tối cho anh em. Có đâu một chủ nhất vào nhá. Vâng ạ. Xa xa mồm nữa. Vâng. Tôi quay cho bác cũng tôi vào nhá. Dít. Cầm mấy lại biết là rõ ràng. Các chủ tịch ạ. Dít. Được chưa? Vâng, ok ạ. Đây đây mặt trận thi đấu đại gia Yên Bái và đang quay này đấy. Bây giờ đến giờ kéo vào đấy. Xin chào nha. Em xin phép tay chị Thí chủ nhà. Có rồi ạ. Em chào chị nhá. Dài 30 phân, rộng khoảng độ hơn 4 mét. Dài khoảng hơn 4 mét, rộng khoảng hơn 3 mét. Đó, một cái sập. Cái này nó không có giá. Không biết là vào mỗi gì nhỉ? Không có giá mà không bây giờ không có tiền không mua được. Không có tiền không mua được. Nó trở thành vô giá. Đúng. Trở thành một báu vật vô giá. Em quay đầu đây là trên cái xe này. Khỏe đến hôm nay nhá. Cố gắng thì cố gắng mà giữ lại calo cho cái đấy nhá. Điều dưỡng 7 ngày. Ừ, bố gắng nhiều chứ khỏe nha. Đó, cũng được. Chụp cái đẹp chưa? Ô, nhưng mà đi chậm cho anh em quay từ trên kia nó đẹp như là một cái hang. Mày và đúng là một cái hang luôn. Ở hang
đây là của đây đây đúng đây đây đúng lịch luôn đây này, ở cái nhà này nó làm du lịch luôn đấy, thác đây là nó làm du lịch, đây đúng cái thác là chúng chơi du lịch luôn. Nuôi cá hồi, nuôi cá hồi, cá hồi. Đấy, cá hồi đấy, là rồi. Nuôi nhiều chăn nuôi cá hồi. Đấy, là nhà tôi ở trên Sapa, nó có mấy người bệnh nhân. Nó về là nó mua cả cá hồi. Thank you.
ở mù Căng Chải. Hiện nay đang ở bản Quang Ban và xã Chú Lệ, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Đoàn của chúng tôi đã lên đến mù Căng Chải rồi, nhưng do về thời tiết là không được thuận lợi lắm nên chúng tôi đã đi vào đến chỗ mâm xôi để rất là lấy làm vui phấn khởi trong điều kiện 50 năm sau anh em chúng tôi lại gặp lại nhau trong sau khi rời quân ngũ, đất nước hòa bình đã rời quân ngũ về mỗi người mỗi việc. 50 năm trước là chúng tôi đã cùng nhau lên đường tặng quân chống Mỹ, thì đến năm nay rất là vui vinh dự là anh em đồng đội lên chơi với gia đình chúng tôi ở tại thành phố Yên Bái. Và chúng tôi cũng lại mời các đồng đội đi một chuyến đi tham quan, đi du lịch vào đến mù Căng Chải, đi tham quan các cái khu vui chơi, khu đánh di tích của mù Căng Chải. Sau đó lại quay về Văn Chấn, về Chú Lệ. Anh em tôi dừng chân lại, thế là có Quang là người đồng hương, là người cùng quê hương với chúng tôi. Anh em cũng tranh nhau trăm tuổi, gặp lại nhau. Rất mong muốn là làm sao mà cái tôi được kéo dài, được duy trì cho con cháu niềm vinh quang của bậc cha ông đi trước, như là đất nước mỗi ngày mỗi đổi mới sau chiến tranh mà anh em chúng tôi đã góp phần xương máu, công sức, mồ hôi để đem lại hòa bình, ổn định cho đất nước. Xin chúc chuyến đi thành công tốt đẹp. Đoàn của chúng tôi ở từ Mê Linh, Hà Nội lên Yên Bái, chú anh Thịnh là người đồng nghiệp nhập ngũ cùng. Đấy, trong điều kiện vô cùng là phấn khởi, thì chúng tôi được đi tham quan một số lần mù Căng Chải và đồi Minh Xôi. Do điều kiện thời tiết không được phù hợp lắm, nhưng với sự tích cực và nhiệt tình của đoàn, chúng tôi vẫn tích cực và làm theo mọi cái ý nguyện của trái tim, cho nên cuộc đi chúng tôi đã thành công tốt đẹp. Vâng, xin cảm ơn ông. Mua thì mua. Mông người nó mới đẹp. Vâng. Chú mới họ nhã này về quen với vợ và hôm nay đang gặp bà. Đây là thứ hai là tôi có mặt tại bản Bo Bo xã Chú Lệ, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Lần thứ hai năm 1979 chúng tôi lên đây là đường cái chưa có cái đường chưa được giải nhựa như này, và hiện nay là chúng tôi lên đây là đường giải nhựa rất đẹp. Và hiện nay là đây đã trở thành một khu du lịch. Nói nó thầm thế, nói cho to chứ to là nó chế thì thu sao được bà. Em xin chào tất cả mọi người. Em là vợ của đồng đội trong đợt nhập ngũ năm 1973 đến tháng 8 năm 2023 là tròn được 50 năm ngày thành lập của tất cả các cựu chiến binh bây giờ đã được về tại địa phương. Đến ngày 18 tháng 8 năm 2023 này, tất cả chuẩn bị để kỷ niệm 50 năm ngày nhập ngũ của phòng không không quân tại Hà Nội. Hôm nay tôi đây là một người vợ của cựu chiến binh Bùi Đức Thịnh, cũng được đi cùng đoàn tham quan tất cả các nơi, đi từ Yên Bái, xuất phát từ thành phố Yên Bái đi vào đến mù Căng Chải, nhưng mà thời tiết nó không được phù hợp. Nắng sáng, mình đoàn đã quay trở lại ra đến Tú Lệ. Bây giờ đang chuẩn bị trên đường đi suối Giàng. Thì chuyến đi cũng rất là may mắn, ha, được thuận lợi, chuyến đi thành công. Xin mong tất cả đoàn được đi thành công rực rỡ. Chúng tôi hiện nay đang có mặt tại bản Bo Bo, xã Chú Lệ, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Hiện nay là chúng tôi đi đến ngày thứ hai
và hôm qua là chúng tôi đã ăn nghỉ tại một căn trại, một nơi rất khách quê người và rất nhiều khách du lịch. Nên là những cái mối đó nâng chút vậy, chứ không nâng cái đấy không. Chắc tôi sẽ phân khúc của nó lớn. Thế bây giờ để làm một phát nữa nha. Uống rượu của anh rồi, tối nay em không thấy hiệu quả gì thì em điện nha. Hôm nay rất có ý nghĩa như tôi không thể lại được.